Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Tin Nóng TV. Và bây giờ là nội dung tin tức. Hé lộ nguyên nhân vụ phân xác giấu trong vali ở Đà Nẵng. Giết người vì ăn chia tiền đánh bạc 61.000 đô la. Nạn nhân và hung thủ quen biết nên góp tiền với nhau để tham gia đánh bạc. Nhưng sau đó ăn chia không đồng đều nên dẫn đến án mạng. Liên quan đến vụ việc thi thể một người phụ nữ bị phân xác giấu trong vali trôi dạt trên sông Hàn, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt được nghi phạm vào hơn 12 giờ trưa ngày 7 tháng 2. Theo đó, các nghi phạm là Xiao Quiping, sinh năm 1993, quốc tịch Trung Quốc, và Quy Li, quốc tịch Trung Quốc, còn nạn nhân là Bao Đan Vinh, sinh năm 1990, quốc tịch Trung Quốc. Tại cơ quan điều tra, Xiao Quiping ban đầu quanh co chối tội. Tuy nhiên, đối tượng này sau đó đã phải thừa nhận hành vi của mình. Xiao Quiping cho biết cùng bạn gái Quy Li nhập cảnh vào Việt Nam và tham gia đánh bạc tại sòng bạc Crowny Plaza Đà Nẵng, quận Ngũ Hành Sơn của thành phố Đà Nẵng. Bình thắng được một số tiền nhất định nên đến sòng bạc thường xuyên. Quy Li lúc này gặp lại bản thân là nạn nhân Bao Đan Vinh. Bao Đan Vinh lập tức muốn góp tiền để Xiao Quiping đánh bạc với nguyên tắc thắng, thua chia đôi và được chấp nhận. Xiao Quiping sau đó thắng được 34.000 đô la và chia cho Bao Đan Vinh một nửa vào ngày 26 tháng 12 năm 2019. Tuy nhiên, ngày 4 và ngày 5 tháng 1, Xiao Quiping nhận số tiền 61.000 đô la từ Bao Đan Vinh nhưng đã thua trắng. Lúc này, Bao Đan Vinh lại không chấp nhận thua cuộc mà đòi lại toàn bộ số tiền đã đưa. Hai bên xảy ra mâu thuẫn và chửi bới nhau. Khoảng 16 giờ 30 ngày 6 tháng 2, Bao Đan Vinh đến nơi ở của Xiao Quiping trên đường Trương Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn để đòi lại số tiền trên, nên hai bên đã xảy ra xô xát. Lúc này, Xiao Quiping đã dùng dây siết cổ và giết chết nạn nhân. Sau đó, hung thủ lập tức phân thi thể nạn nhân thành 3 phần, bỏ vào túi ni lông và vali. Tối cùng ngày, Xiao Quiping chở một phần thi thể nạn nhân đến cầu Tuyên Sơn và vứt xuống sông Hàn, một phần vứt xuống cầu Trần Thị Lý. Đại tá Mưu cho biết, hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án theo pháp luật Việt Nam. Tin Nóng TV sẽ tiếp tục cập nhật vụ án để chia sẻ đến quý vị và các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.